trên đất nước Việt Nam chúng ta có rất là nhiều đảo lớn nhỏ khác nhau. Ví dụ như Cụm Đảo, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, đảo Cồn Cỏ, đảo Lý Sơn, đảo Phú Quý, Côn Đảo, Khổ Chu và đảo Phú Quốc. Ngoài ra, chúng ta còn hai quần đảo lớn nữa. Các em còn nhớ hai quần đảo đó tên gì không nè? Mời em. Thưa cô, trên đất nước ta có hai quần đảo. Thứ nhất là quần đảo Hoàng Sa. Còn quần đảo thứ hai là... Có bạn nào bổ sung không? Em. Dạ thưa cô, còn một quần đảo lớn nữa là quần đảo Trường Sa ạ. Đúng rồi, cả lớp cho hai bạn một tràng vỗ tay đi nào. Hai con ngồi xuống. Đây là quần đảo Hoàng Sa. Và đây là quần đảo Trường Sa. Hai quần đảo này thuộc chủ quyền của đất nước ta. Đây là ngư trường khai thác cá và thủy hải sản. Bên cạnh đó, hai quần đảo này là hai quần đảo mà chúng ta có thể khai thác trữ lượng dầu mỏ rất lớn. Chính vì vậy, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa này không thể tách rời khỏi lãnh thổ Việt Nam chúng ta. Nơi đây, ông cha ta đã có mặt cách đây rất nhiều thế kỷ. Chính vì vậy, chúng ta phải hết sức yêu thương hai quần đảo này và ra sức bảo vệ nó. Các con có đồng ý với cô không nè? Dạ, đồng ý. Cô ơi, có ai kiếm cô kìa. Xin lỗi các con, cho chú nói chuyện với cô giáo một chút. Không biết chú đó là cái gì của cô mà tới tìm cô ha. Chắc là bạn học của cô mà. Chắc vậy á. Cả lớp trật tự. Trật tự. Mở sách địa lý ra, trả lời các câu hỏi trong sách đi. Dạ. Tầm gửi có rảnh nói chuyện với anh một chút được không? Đây là lớp học, chứ không phải là nhà của sậy. Mà sậy muốn vô lúc nào thì vô đâu. Anh thành thật xin lỗi Tầm gửi chuyện hôm trước. Hôm đó anh có hơi sai, nên không biết mình đã nói gì. Tầm gửi tha lỗi cho anh nha. Tài sậy có sao không vậy? Không sao, tành cứng lắm. Nhưng còn ngón tay áp út thì vẫn còn mềm mại. Chắc là đang chờ ngày để đem nhẫn cưới. Hai bác ở nhà có khỏe không? Lâu lắm rồi tôi chưa có tới thăm. Khỏe. Ba má anh quý Tầm gửi lắm đó. Sậy cho tôi gửi lời hỏi thăm hai bác nha. Thôi anh về nha. Khi nào rảnh á, anh sẽ qua thăm dì hai. Và sẵn thăm Tầm gửi luôn nha. Lực. Gì? Má con bớt chưa? Dạ má con cũng đỡ rồi dì. Dì kiếm con hả? Xem có khỏe không dì? Gần một tháng nay nó không đi đâu hết. Nó cũng chẳng muốn gặp ai. Chắc con cũng đã biết chuyện. Bây giờ dì cũng không biết tính làm sao nữa. Ông Nhông, ông khốn nạn lắm. Dì thương hai đứa con lắm. Bây có quyết định gì, dì cũng ủng hộ hết á.
Dù hậu quả ra sao, dì cũng chấp nhận. Em xin lỗi, chuyện không hay đã đến. Em rất xấu hổ. Không biết anh có còn yêu em không? Trong hoàn cảnh này, em không thể tiếp tục sống trong gia đình được nữa. Nếu anh tha thứ, hãy quyết định đi với em đến một nơi nào đó để mưu cầu hạnh phúc. Vì đây là cơ hội cuối cùng. Nếu chấp nhận, anh hãy chọn ngày. Nếu do dự, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau. Em xem. Dì biết con cũng khó xử lắm. Dì à, không có sen, đời con như vô nghĩa. Bây giờ con rối lắm, con không biết quyết định gì nữa. Thôi dì về. Đi lâu ông Nhông ông sẽ nghi. Chắc ít ngày nữa thằng Vũ sẽ mời ba má nó xuống nhà dì. Cho dì gửi lời thăm má con nghe. Dạ. Thôi dì về. Định gì dì cũng ủng hộ hết. Dù hậu quả ra sao, dì cũng chấp nhận. Không có đứa nào ngu như mày. Một thằng nghèo mặt đẹp mà đi ưng, thấy xe lửa chạy tới còn đấm đầu vô nữa. Mày mà không ưng cậu Vũ, tao qua nhà thằng Lực đập que vào nó, đi tù tao cũng chịu nữa. Nó là thằng phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Mấy bữa nữa nhà cậu Vũ xuống đây ưng hay không á là chuyện của mày. Tao nói thẳng cho mày biết, bây giờ tao ép đó. Còn nếu cãi lời tao thì mẹ con mày nè cuốn gối ra khỏi nhà đây. Mày nghe không? Tao nói nãy giờ mày không trả lời, mày cầm hết vậy? Mày điếc hả? À, chắc tại bữa mày đòi tự giận nên Hà Bá hớp hồn rồi phải không? Ông Ngân chửi một chút đi, ăn chén cơm cho nó có sức. Bà nói gai tôi đó hả? Cũng tại bà, bà giải có kiểu gì mà nó cứng đầu cứng cổ. Ý với là bà, cái thứ cứng đầu cứng cổ nè, cho nên lúc nào cái nhà này cũng xào xáo. Ông tính giết nó hả? Bà tránh ra coi, bữa nay tôi dạy nó một bữa. Bà tránh ra coi. Ông ra. Ê, tính làm gì vậy?
Tính giết người hả? Giờ muốn gì? Trời đất quỷ thần ơi, ta nói nguyên cái xã này giờ có quỷ nhập tràn hơn sao á, ngày nào cũng có gây lộn hết à. Nè cha nhông, ông đó nha, ông hành hạ đánh đập vợ con á, tôi đi lên xã tôi báo hội phụ nữ huyện á, xuống đây làm việc với ông bây giờ đó hả? Thôi chị, chị Tám, chị về giùm tôi đi, ông đang lên cơn đó. Kệ ông chứ. Nè, cái nhà này á là nhà của tôi, tôi đâu có mời bà tới đây mà còn sân si hâm dọa nữa hả? Hả? Tôi mà hâm dọa ông hả? Tôi sợ ông quá hả? Trời. Ông đó nha, làm gì tưởng tôi không biết hả? Lỗi à, ông liệu hồn đó nghe chưa? Cái đồ chí phèo bạo hành gia đình, ông dám đánh vợ đánh con ông chứ, ông dám đánh tôi không? Nè thử đi, đụng đi, đụng đi. Nè đụng đi, đụng cái ngón chân tôi thử coi. Tôi đá một cái văng ra ngoài giường luôn bây giờ á. Sao? Chị Tám. Gì? Thôi chị về đi. Chuyện nhà tôi nó rối lắm. Tôi biết là chị thương tôi cho nên chị mới qua đây mở lời giúp. Nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhân? Chị đó nghe, chị chịu đựng nhiều lắm rồi. Chả tưởng chị sợ anh chả. Chả leo lên đầu lên cổ chị anh chả ngồi đó. Sen à, cha này á đâu phải cha ruột mày đâu. Chả quýnh mày á, mày quýnh lại cho tao. Đồ khôn nhà dại chợ, giỏi ở nhà ăn hiếp vợ con thôi, ra đường á đánh bài còn thua đứa con nít nữa đó. Rồi xong á nó kêu bằng thằng, miệng ngậm đơm đâu dám trả lời. Hèn. Gì á? Ê, chưa nói hết mà. Thấy không, biết liền mà. Có tôi qua là sợ xếp ve liền, thấy không? Cái thứ uống rượu như hũ chìm, đứng đây lạng hoạng mà cà chớn với tôi hả? Tôi đá một cái nằm một đống hốt không kịp luôn á. Nè, mai mốt á chả có làm giặc á cứ gọi tôi nghe chưa, tôi qua tôi binh cho. À, trời, trời. Quên. Ngày mai á tôi đi đám cưới nhỏ cháu bên Sóc Trăng á, 4 ngày tôi mới về lận. Ở nhà mà có bị chả hiếp á thì ráng chịu đựng nghe không, đừng có nói lại ông quýnh chết á, nghe không? Vậy đi. Nè, nè, cầm đi. Cầm. Cuốn lực nó gửi đó. Đọc đi. Tôi về nghe. Tôi về à. Ở nhà cha nhông mà có cà chớn á, la lên tôi bay qua tôi thọp cổ cả liền nghe không? Tôi về nha. Sen. Em nhớ anh lắm. Anh có còn thương em không? Anh thương em nhiều lắm. Em bị hại mà.
Buông ra. Mày rùa bốn con gái tao, mày biết là nó sắp có chồng được không? Dượng. Dượng à, tụi con yêu nhau mà Dượng. Nhưng tao không chấp nhận. Mày không buông tha con gái tao là tao thua đủ với mày đó. Dượng. Còn mày nữa, mày không muốn cầu Vũ, tao sẽ chết được tối sống lật chợ này. Dượng, Dượng bình tĩnh đi, con sẽ về mà. Dượng ơi, đây là đất chùa mà, sao Dượng không mở lòng từ bi? Mày đừng dạy khốn tao. Đi về. Dượng à, đi về. Sang, theo tao. Dượng. Về. Nhanh lên. Dượng à, đi về. Sang, nghe không? Dượng, buông tay con ra. Anh ơi. Ê, nãy giờ tao gửi tin nhắn cho mày á, nhận không được hả? Đánh con nhận cho tao 3373 Đại Chánh, đầu đưa 1 triệu. Ừ. Chào anh. Đâu vậy? Chị Súng ơi, chị Súng. Chị Súng ơi. Ủa, chị. Ngồi đi dạ. Chị. Chị khỏe không? Tôi bệnh mấy hôm rày nên không có đi đâu được hết á. Bệnh sao mới nhà? Qua đây chi? Không sợ chết hả? Có chuyện tôi mới qua. Tôi cần người phụ giúp tôi nuôi cá. Bởi vì tôi sắp gầy thêm một cái bè cá mới. Vậy hả? Dạ. Nè, nghe đồn là cá bán không được, chưa sợ hay sao còn định gầy bè mới vậy? Ai đồn ác mồm ác miệng, tưởng đâu đợt này sạt nghiệp rồi chứ. Ai về trời thương. Tội nghiệp ông chủ tịch xã. Ông tới công ty thủy sản năn nỉ, rồi người ta tới bè cá đem cá về xét nghiệm. Hóa ra bè cá của tôi á đâu có nhiễm thuốc trừ sâu gì đâu. Không bị nhiễm hả? Ngày mai người ta đến lấy cá. Vậy à? Thôi, để tôi ra cửa hàng á, coi con nhỏ này có buôn bán hay không, hay là hẹn hò với trai nữa. Chị Thu, mấy bữa nữa là thằng Vũ nó qua hỏi cưới con Sen rồi đó. Bây giờ mình tính sao chị? Trời đất, như vậy là nước tới trôn rồi. Tôi tính qua bên đây á để nói với chị là cậy bà hai qua để hỏi con Sen cho thằng Lực. Vậy mà bây giờ hay là mình kêu tụi nó trốn đi, rồi mai mốt á mình làm đám thú phạt sao? Ủa ớt. Dạ. Con đi đâu vậy? Dạ. Vô gì biểu coi. Dạ. Con qua đây làm chi vậy? Dạ qua kiếm gì Thu. Sao con biết gì ở đây? Dạ tại vì cũng chạy qua nhà dì Thu kiếm dì Thu mà không gặp dì Thu. Không gặp anh Hai Đờn. Anh Hai Đờn nói dì Thu bên nhà dì Súng. Con chạy qua nhà dì Súng gặp dì Thu. Dạ con xin thay mặt sổ khẩu. Dạ con, con xin lỗi dì Thu về cái vụ tía con làm đổ thuốc từ sau. Dạ dì Thu đừng giận tía con nữa nha. Thôi được rồi, nói chung là không có gì đâu. Con về nói với tía con á là đừng có bận tâm gì hết. Dạ. Dì Thu không có giận tía con nữa ha. Ừ. Ủa mà hồi nãy con nghe gì đám thú phạt lại gì hả dì Thu? Trời, cái thằng này con nít hỏi chi ba cái chuyện đó. Thôi thôi đi về đi. Về đi con. Nói với tía là dì Thu không có giận hờn gì hết trơn nghe. Dạ. Ừ, về đi con. Dì Súng. Hả? Con xin tay đồ đủ nghe. Ừ, được rồi, con ra ngoài dạ, hái đi. Dạ, cảm ơn Súng. Ừ. Ui.
Chị, hay là bây giờ chị về nói với thằng Lực á, nó chuẩn bị đồ đạc đi, rồi tối nay á tôi đưa con Sen qua bển, biểu hai đứa nó trốn đi. Ừ, vậy cũng được. Ý, thôi chết rồi. Nhưng mà không được. Sao không được? Ngày mai tôi phải giao cá. Hay là để tôi về bên nhà tôi nói với thằng Lực, rồi tôi bàn với nó coi nó tính sao. Ừ, thôi tôi về nghe. Vậy nghe chị. Về nghe. Ừ, chị về. Chị Thu không có giận tía đâu. Vậy hả? Hú hồn hú vía. Chị thấy con thông minh không? Ủa, giờ tía đâu hả? Tao lên xã gặp chú Tùng chủ tịch xã. Thôi tía đi nghe. Dạ. Ê khoan. Gì nữa? Trời đất ơi, tía con gặp nhau chưa nói được tiếng nào đi đâu. Chuyện gì? Ghe tay nó nhỏ cháu quay. Thu phạt lại vậy tía. Ui dạ. Lý đồ tay nè. Ai thu phạt mày mà mày hỏi? Quỷ. Thú phạt lại vậy ta? Sao người lớn nói được mà ông nít không cho nói? À, dì hai cực kỳ. Sáng giờ buôn bán gì được mày? Không. Cái mặt trời ủ vậy buôn bán ai mua hàng? Chờ coi cửa hàng đi, con về. Gì vậy? Mày đâu vậy? Sen! Sen! Nè, cứ để cô đi đi. Coi ra cái cách của chú với thằng sầy bài cho tôi hại nhiều hơn là lợi. Cậu yên tâm đi, trước sau gì á tôi cũng gả con Sen cho cậu. Yêu qua đường thì đơn giản quá, không có gì để nói. Còn yêu thật sự sao mà khó quá. Con yên tâm đi, Dượng đã biết thì mẹ con nó không có nghĩa địa gì hết á. Vậy hả Dượng? Vậy thì chăm sự nhờ Dượng hết nha. Có gì đâu, sao khách sáo vậy? Ê, dậu quên, còn cửa hàng nữa. Đóng cửa nghỉ một bữa. Đóng cửa nghỉ. Chào chú nha. Dạ, con chào dì hai. Ủa, hôm nay dì hai bán lại rồi hả? Ừ, mới bán lại. Có gì không? Tầm gửi lên trường rồi. Dạ. Dạ con biết. Thường thì mấy cô giáo trẻ siêng năng lắm. Dạ, ít bữa nữa dì hai cho con gửi mấy bao thuốc. Thuốc gì? Thuốc tây hả? Dạ không, thuốc lá. Chừng vài bao thôi. Thuốc lá lậu hả? Chắc không được đâu. Con tầm gửi mà biết được hả? Nó la gì dữ lắm đó. Dạ, dì hai giữ bí mật giùm con. Tại con kẹt nên không có chỗ chứa. Nhà con thì con đi tối ngày, con sợ mất. Ừ, thôi đem qua đi. Nhưng mà nhớ ít bữa thôi nha. Dạ. Dì hai, ý tía mày. Cho con hỏi cái gì hai? Dì hai này bán lại hả? Ừ, nghỉ mấy bữa buồn quá à. Dạ. Ê cái thằng kia, mày đi đâu đây? Đi đâu kể cha tôi, hỏi gì? Hỏi không được hả mày? Không, ông im đi, để tôi nói chuyện người lớn. Mày á. Thôi con, nó còn nít, đừng chấp nó. Dì hai. Cho con hỏi cái, dì đừng cho ai biết nghe. Ừ. Đám thú phạt là gì dì hai? Cái gì? Dạ, đám thú phạt là cái gì? Đám thú phạt? Thú phạt là gì? Trời ơi, dạ? Con nít mà mày đặt hỏi chi ba cái vụ đó vậy? Thì con hỏi cho con biết. Dì mà không nói, con hỏi cả làng luôn á. Thôi thôi thôi, được rồi. Để tao cắt nghĩa cho mày nghe ha. Dạ. Thú phạt á, có nghĩa là
người con trai, người con gái họ ăn ở với nhau như là vợ với chồng, rồi sau đó họ mới làm đám cưới, hiểu chưa? Chưa. Trời ơi, vậy mà mày hỏi làm cái gì? À, hơi biết rồi nè. Mày biết làm sao? Dạ, có nghĩa là vợ Ad, chị Sen với lại anh Lực là vợ chồng trước, rồi sau đó mới cho mình ăn đám cưới chứ gì. Sao mày biết? Tại vì con nghe vị Thu nói chuyện với lại vị Súng má chị Sen đó. Vậy hả? Dạ alo. Dạ dạ. Dạ em nghe đi. Dạ. Dạ dạ em biết rồi. Em tới liền. Dạ. Dạ. Trời ơi. Dạ. Cho con trả thôn nốt nghe vậy. Thôi trả tiền đây. Thôi người trong nhà mà cũng lẽ má tính với con. Trời ơi. Ừ. Cái thằng bỏ gì kỳ ông má? Thôi kỳ quá à. Bỏ khai. Ui da. Trời ơi, có sao không? Dạ đâu có sao. Cái thằng. Em mời anh. Chạy. Tao báo cho mày một tin. Thằng Lực tố với nhân độ mạng. Bè cá của nó bên công ty thủy sản đã mua. Ngày mai người ta đến bắt. Tin đồn của mày á chẳng nhầm nhò gì hết á. Sao không biết? Bà Thu nói. Vậy quê nhân của nó là ai? Ông Tùng, chủ tịch xã mới đổi về. Tay này nghe nói cũng dữ dằn thiệt. Vừa là kỹ sư nông nghiệp, vừa là bác sĩ thú y. Coi ra thằng Lực cũng hên thiệt. Đúng, nó hên thiệt. Ông đứng ra bảo lãnh, kêu công ty lấy một ca xét nghiệm, kết quả không nhiễm thuốc trừ sâu, cuối cùng công ty phải mua. Vì chừng nào họ tới mua? Bà Thu nói ngày mai người ta bắt. Vậy thì còn kịp. Tối nay tôi sẽ cho bè cá của nó thả ngửa hết. Còn ông, nếu như ông có quế nhân phù hộ thì ông cũng không thoát khỏi cú này đâu. Mày nói gì tao không hiểu. Thằng mới uống con ly sai mày. Tôi báo cho ông được biết, thằng rể tương lai của ông không phải là Vũ đây, mà chính là thằng Lực. Ê, ăn nói cẩn thận nha. Tao là người lớn, tao nói tao giữ lời. Ông giữ lời, nhưng mà con gái của ông nó không giữ lời. Theo tin tôi được biết thì con Sen và thằng Lực nó sẽ bỏ trốn đi, với sự hậu thuẫn của vợ ông và bà Thu. Một thời gian sau á, tụi nó sẽ dắt nhau về làm lễ thú phạt. Đặt ông vào chuyện đã rồi thì lúc đó ông có đường đường chính chính á, ông vẫn là cha vợ của thằng Lực. Thôi đủ rồi. Anh Vũ. Mày. Hả? Trời ơi. Con làm gì như người mất hồn vậy? Con sao không? Con có sao đâu má. Mấy chuyện này nhầm nhò gì con đâu.
Tổ cha mày, mày giấu không có qua nổi má đâu. Con có giấu má gì đâu, thì lâu lâu dập tay chảy máu là chuyện bình thường, có gì đâu mà má. Mày đang lo phải không? Người ta có số hết con à. Có đám cưới mà được vợ thì là bình thường, còn không có đám cưới mà vẫn được vợ, đó mới là chuyện lạ. Cực chẳng đã con mới làm chuyện này. Nghĩ lại con thấy tội nghiệp cho Sen quá. Vì thương con mà chịu biết bao khổ ải. Ngày mai cân cá, con cứ lấy hết số tiền đó qua Sóc Trăng ở tạm nhà bà con của má. Mày cứ mướn đất đào ao nuôi tôm, để vài năm mọi chuyện yên ổn rồi bay dắt vợ con bay về. Má cho con hết số tiền đó hả? Ừ. Thôi má, con không dám nhận đâu. Má còn phải lo cho hai đờn nữa. Không sao đâu, má ở nhà má xoay sở được mà. Mà thôi, con lấy chút ít thôi má. Nếu mà thiếu con chạy về. Má, chuyện hai đờn với cô Lan má tính sao? Má cũng không biết tính sao nữa. Nhiều lúc muốn nói chuyện với nó, nhưng nó gạt ngang à. Má định bụng á, ít hôm nữa đợi chuyện của tụi con xong xuôi rồi má hỏi cưới con tầm gửi đại cho nó. Con cũng muốn điều đó, chỉ sợ hai người không chịu thôi. Ơi, lìa thia quen chậu, vợ chồng quen hơi mà. Tụi con đi rồi, chắc tai họa sẽ ập hết xuống đầu dì Súng. Con đừng có lo, ông Nhông mà làm càng á hả, thì nhờ chính quyền can thiệp. Ở đây có má, có dì Hai, tụi con đừng có lo gì hết á. Tính phần khó trước đi, còn phần dễ mình làm sao. Ủa? Dạ, chú. Anh Cai. Dạ, chào chị. Ừ, có gì không anh? Dạ, ngồi chơi chú à. Thôi được rồi, để tôi đứng đi cho nó phải lễ. Trời ơi, cái gì mà lễ nghĩa ở đây vậy anh Cai? Dạ, nói chung bữa trước tôi làm bậy, thêm chút nữa tiêu bè cá của chị rồi, vậy mà chị không có giận. Bữa nay tôi có một ít quà qua tặng chị, coi như là thay cho cái lời xin lỗi của tôi. Trời ơi, cái gì mà quà cáp không biết nữa. Ôi, có gì đâu chị. Chị nhận cho tôi vui nha, con bao phần thôi mà. Trời đất, anh tặng phân cho tôi làm gì? tôi thấy xung quanh nhà chị cái cây nó không có tốt. Đây nè, cây mít này nè, nó không có tốt gì hết trơn á. Cho nên là tôi mới nảy ra cái ý là tặng bao phân này cho chị để chị bón cho nó ha. Không sao đâu, trời ơi, cái này là phân vi sinh, xử lý rồi, sạch sẽ rồi, không có mùi gì đâu. Nói chung tôi nghĩ làm trên xã rồi. Rồi anh Tùng á, anh mới gợi ý cho tôi. Anh gợi ý cho tôi mở cái đại lý phân này nè. Ủa, vậy hả? Dạ. Vậy thì mừng cho anh nha. Nói thiệt, anh Tùng chủ tịch tốt quá. Vậy con cũng mừng cho chú. Chúc chú ở lại mua may bán đắt nha. Ủa, sao mày nói cái gì mà tao không hiểu vậy? Nó nói vậy là sao chị? Dạ. Mày nói vậy là sao mà tao không hiểu gì Lực? Dạ, từ từ chú hiểu mà. Chị nhận phân nha. Mai mốt con đi, mọi chuyện ở nhà má có cách giải quyết, con đừng có lo. Má ơi, con biết làm như vậy
là mang tội bất hiếu với má. Con đừng có nghĩ xa xăm, má chỉ muốn con được hạnh phúc. Thằng Lực nó là đứa tử tế, má giao con cho nó. Má biết điều má mong ước sẽ trở thành hiện thực. Nhưng con không nỡ bỏ má lại một mình. Hay là má đi với tụi con luôn nha. Má còn nghĩ tới điều đó, nhưng má sợ lúc má con mình bơ vơ từ Nam Giang về đây, ổng là người cưu mang má con mình, cũng vì ham mê cờ bạc, từ một người có của giờ trở thành kẻ trắng tay. Má bỏ đi lúc này sao đành con. Dạ con chào gì. Tầm gửi. Qua chơi hả con? Con ngồi nói chuyện với Sen đi, dì ra dạ. Sao một chút. Tầm gửi có nghe dì Thu nói chuyện của Lực với Sen. Tầm gửi mừng lắm. Như vậy kết cục thì hai người cũng tìm được hạnh phúc rồi. Cảm ơn. Ở lại mạnh giỏi nha. Rồi đây Tầm gửi cũng sẽ tìm được người vừa ý thôi. Nhưng mà như thế nào thì mới gọi là vừa ý? Xa Sen Tầm gửi buồn lắm. Nhưng mà nếu Sen còn ở lại đây, Tầm gửi không thể nào chịu nổi cảnh Sen bị hành hạ. Thôi thì mỗi người hy sinh một chút để tìm được hạnh phúc nghe. Tầm gửi là người bạn tốt nhất của Sen đó. Tầm gửi, đừng có buồn nữa nha. Nhìn thấy hai người về vậy là tôi vui rồi. Mọi chuyện đều từ thằng ớt mà ra. Nhưng mà Tầm gửi nghĩ là đằng sau còn có một người không thích tụi mình vui vẻ như vậy. Tôi biết là ai mà. Thôi bà về quê với tôi nha. Chưa tới ngày tựu trường mà lên chi sớm vậy. Mình về quê vạch mặt thằng Sậy, bạn bè mà nó chơi xấu quá. Anh coi đó, đang nghỉ hè chưa có ai vô học hết, tự nhiên lên đây thui thủi có một mình rồi. Thôi về vậy đi, tôi phụ dọn đồ rồi mình cùng về quê nha. Con Sen đâu? Cái gì vậy? Ông về tới nhà là ông kêu nó ông chửi à? Nó làm sao á? Con Sen đâu? Lên tao biểu nè. Mày định chơi số lá tao hả? Mày tưởng kế hoạch mày tao không biết à? Ông đừng có làm nồ nó. Kế hoạch gì? Còn bà định vẽ đường cho Hu chạy hả? Tôi tưởng bà cùng phép bên tôi. Ai về bà cấu kết với bên ngoài. Còn mẹ Thu á, họ sớm mới qua đi làm gì? Thì chỉ qua đây tìm người giúp việc. Ông cũng có nghe mà. Lâu. Còn mày á,
định cùng với thằng Lực trốn khỏi nhà này đi xe tổng biến hương à? Đồ hư, tao nuôi mày tốn tiền tất bạc, mày chưa trả ơn tao ngày nào mà giờ định bỏ nhà thốt trai à? Ông đừng quá đáng. Chuyện hôm trước xảy ra đó, tôi cũng biết là có sự đông lõa của ông á. Đời ông chẳng tốt với ai bao giờ, kể cả vợ con. Cái ly trà mà ông rót cho tôi tối hôm đó đó, kể cả những lời ngon tiếng ngọt của ông, là những liều thuốc độc giết lần giết mòn mẹ con tôi đó. Tất cả là lỗi tại nó. Tao hỏi mày lần cuối, mày có trả ơn thằng Dũng hay không? Không. Được, vậy tao cho mày ở giá suốt đời. Kể từ ngày mai mà ra cửa hàng buôn bán. Nhưng tôi cấm bà tuyệt đối không giao du với bà Thu bà Hai. Còn con Sen, nó ở nhà với tôi, nói bất xuất phải bất nhập. Chìa khóa đâu đây? Chìa khóa cửa đâu đây? Muốn ra? Ông đi. Làm cái gì vậy? Má đi ơi, tao. Ông làm cái gì đi. Vậy? Đi. Má. Ông đi. Ơi. Ông ra đây ra. Cho mày biết. Ơi. Đi. Ông ra nó ra. Qua đây. Ông ra. Đi. Má ơi. Đi. Má. Cho mày biết tại tao. Má ơi. Má ơi. Sen. Sen ơi. Sen ơi. Má. Sen ơi. Thích ra. Đi ra. Má ơi. Mày ra coi. Thả con ra. Thả ra. Ông má ơi. Sen. Má ơi. Má ơi. Thích ra. Tao cho mày ở đây suốt đời. Sen. Sen ơi. Sen ơi. Ha 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 ha.